Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính thức công bố tác dụng phụ không mong muốn của vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, nhóm trung học phổ thông mắc COVID-19 trở nặng không khác gì người trưởng thành, chưa nên cho đi học. Thành phố Hồ Chí Minh, nghìn người nhận nhầm tiền hỗ trợ đợt 3, không chịu hồi âm để trả lại. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm. Giải đáp lý do tiền điều trị COVID-19 lên tới cả tỷ đồng. Hà Nội buộc cách ly tập trung tất cả cán bộ tòa án huyện Quốc Oai. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy trong phần giới thiệu nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, rất nhiều thông tin nóng đang chờ đợi chúng ta. Chúng tôi đã tổng hợp một cách ngắn gọn xúc tích nhất giúp quý vị có thể cập nhật những thông tin nóng nhất về dịch COVID-19 trong ít giờ qua, trong khoảng thời gian ngắn nhất, gói gọn trong video ngày hôm nay. Và không để quý vị đợi lâu, hãy cùng đến với thông tin đầu tiên. Hà Nội buộc cách ly tập trung tất cả cán bộ tòa án huyện Quốc Oai. Thưa quý vị, ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai Hà Nội cho biết, sau khi ghi nhận nhiều ca F0 trên địa bàn, chính quyền sở tại đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ khu vực liên quan, truy vết trường hợp tiếp xúc. 177 trường hợp F1 hiện đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly ở trường Trung học Phổ thông Quốc Oai điểm cũ và trường Trung học Phổ thông Quốc Oai mới. Trong một diễn biến khác, tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ít nhất là 6.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ đợt 3, không chịu hồi âm để trả lại. Riêng quận 11 đã phát hiện gần 6.000 trường hợp không đúng tiêu chí. Các trường hợp này chủ yếu khai không trung thực, lợi dụng nhóm dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân để khai nhiều lần, ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện. Nhiều người hưởng lương, đóng bảo hiểm xã hội vẫn nhận hỗ trợ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở huyện Hóc Môn nhưng chưa có thống kê cụ thể. Lãnh đạo huyện Hóc Môn cho hay, ngoài các trường hợp chủ động trả lại tiền, vẫn còn rất nhiều người nhận nhầm, chưa có phản hồi. Hiện các xã, các ấp đang vận động người dân tự giác nộp lại trước ngày 27 tháng 10. Sau thời gian này, chính quyền sẽ chuyển danh sách cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định. Xin được chuyển sang nội dung tiếp theo. Giải đáp lý do tiền điều trị COVID-19 lên tới cả tỷ đồng. Thưa quý vị, Bệnh viện 175 đến nay thực hiện 12 ca ECMO, tim phổi nhân tạo. Trong số 5 ca đã xuất viện thì chỉ một bệnh nhân viện phí khoảng 900 triệu đồng, còn lại đều trên 1 tỷ đồng. Một bệnh nhân nằm điều trị hồi sức sẽ tốn kém vì các danh mục kỹ thuật đều cao giá, nhất là khi phải can thiệp ECMO, hệ thống oxy màng ngoài cơ thể. Hiện nay, chi phí điều trị của những bệnh nhân nguy kịch tại các bệnh viện tuyến cuối như là Chợ Rẫy, Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức viện phí tiền tỷ. Cụ thể như sau. Thứ nhất, sử dụng ECMO. Để thiết lập ECMO, phải đặt màng lọc dao động từ 80 đến 150 triệu đồng. Đó là chi phí lắp đặt ban đầu. Từ lúc thiết lập đến lúc kết thúc còn rất nhiều khoản phát sinh trong quá trình điều trị. Vì bệnh nhân dùng đến kỹ thuật này đều đã rất nguy kịch. Màng lọc thì phải thay khi có hiện tượng tắc màng, thường một màng có tuổi thọ khoảng 15 ngày. Thứ hai, phải đi kèm thở máy và lọc máu. ECMO chỉ là một phần trong điều trị mà thôi. Bệnh nhân thường phải kết hợp với thở máy, lọc máu, sử dụng rất nhiều thuốc kháng sinh đắt tiền để chống nhiễm trùng. Ngoài ra, bệnh nhân nhiễm trùng rất nặng, nhiễm cùng lúc 4 loại vi khuẩn đa kháng và nhiễm nấm. Những trường hợp này phải dùng những thuốc kháng sinh, kháng nấm thế hệ mới, có loại đặt từ nước ngoài về. Tổng số tiền thuốc bao gồm cả truyền máu tốn hơn 1,25 tỷ đồng. Trong đó có những lọ kháng sinh rất đắt tiền. Chẳng hạn như là bệnh nhân sử dụng 23 lọ thuốc có giá hơn 6,5 triệu đồng mỗi lọ, 179 lọ có giá là gần 500.000 đồng mỗi lọ. Thứ ba, yêu cầu sự can thiệp của rất nhiều y bác sĩ. Ngoài những yêu cầu kể trên, bệnh nhân ECMO đòi hỏi đội ngũ nhân lực phục vụ lớn, phải có 3 ekip theo dõi một ngày với gói theo dõi chăm sóc mỗi 8 giờ, mỗi gói khoảng 1,2 triệu đồng, bao gồm các khoản chi phí như là bông băng, thuốc sát trùng, tiền công y bác sĩ. Ngoài ra thì bệnh nhân phải dùng các chẩn đoán hình ảnh như là X-quang, siêu âm và xét nghiệm thường xuyên để đánh giá tình trạng, có chỉ định điều trị phù hợp. Mỗi ca can thiệp ECMO đều đòi hỏi phải huy động lực lượng hùng hậu, hàng chục y bác sĩ vào cuộc, túc trực 24/24 giờ. Chưa kể, đó còn là những chi phí liên quan hậu cần về kỹ thuật, xử lý nước, rác thải, vật tư tiêu hao, bệnh viện tự trang trải. Xin được chuyển sang nội dung tiếp theo. Chính thức công bố tác dụng phụ không mong muốn của vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Thưa quý vị, với vaccine Sinopharm của Trung Quốc có hai lưu ý đáng quan tâm nhất, đó là đối tượng chống chỉ định
và những tác dụng phụ không mong muốn, cụ thể như sau. Thứ nhất, đối tượng chống chỉ định của Sinopharm. Với người trên 60 tuổi trở lên, hồ sơ hiệu quả và an toàn của vaccine không được đầy đủ vì chỉ có một lượng nhỏ người trên 60 tuổi tham gia giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng mà thôi. Cần cân nhắc việc sử dụng vaccine này ở người lớn tuổi và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm. Chống chỉ định với người có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vaccine COVID-19 Verocell bất hoạt của Sinopharm trước đó sẽ không tiêm liều thứ hai. Chống chỉ định với người quá mẫn cảm với hoạt chất của vaccine như là hydroxid nhôm. Thứ hai, tác dụng phụ không mong muốn chia theo 3 cấp độ từ nhẹ đến nặng như sau. Đầu tiên là nhóm phản ứng thông thường. Cũng giống như nhiều loại vaccine khác thì tiêm vaccine Sinopharm gây đau ở vết tiêm, ít gặp là hiện tượng sưng đỏ, cứng ở vết tiêm, hiếm gặp là ban đỏ. Người tiêm thường gặp triệu chứng đau đầu, sốt, mỏi cơ, đau khớp, ho, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy, ngứa. Ít gặp hiện tượng chóng mặt, chán ăn, đau hầu họng, khó nuốt, chảy nước mũi, táo bón, quá mẫn cảm. Thứ hai là nhóm phản ứng hiếm gặp. Phản ứng dị ứng cấp tính, hôn mê, buồn ngủ, khó ngủ, hắt hơi, viêm mũi họng, nghẹt mũi, khô họng, cúm, cảm giác bị cảm, đau chân tay, đánh trống ngực, đau bụng, phát ban, niêm mạc da bất thường, mụn trứng cá, đau mắt, đau tai, nổi hạch. Thứ ba là nhóm phản ứng nguy hiểm. Phản ứng rất hiếm gặp là phản ứng ớn lạnh, rối loạn chức năng vị giác, mất vị giác, dị cảm, run, rối loạn chú ý, chảy máu cam, hen suyễn, đau răng, rối loạn thực quản, viêm dạ dày, phân đổi màu, mờ mắt, kích ứng mắt, căng thẳng, tăng hạ huyết áp, tiểu không kiểm soát, chậm kinh nguyệt. Hiện chưa có dữ liệu về sốc phản vệ đối với loại vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, nhóm trung học phổ thông mắc COVID-19 trở nặng không khác gì người trưởng thành, chưa nên cho đi học. Vâng thưa quý vị, liên quan đến việc cho nhóm dưới 18 tuổi trở lại trường học thì Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, khi chưa tiêm phủ được vaccine thì không nên mở cửa, mà vẫn duy trì việc học trực tuyến với các cấp. Bởi thực tế, một số địa phương như là Phú Thọ chẳng hạn cho đi học lại, nhưng trong lớp học chỉ cần vài ca nhiễm là phải đóng lại. Bên cạnh đó, với học sinh trung học phổ thông, nếu cho đi học xong phát hiện ca nhiễm lại phải đóng, học trực tuyến thì gây rất nhiều vấn đề không hay. Không thể nào để tình trạng trường học cứ mở vài tuần xong lại đóng được, không ổn định như vậy. Do đó, quan trọng nhất ở đây là phải tìm mọi cách để phủ vaccine cho nhóm này. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu phân tích rằng, những người trẻ được chọn tiêm nên ở độ tuổi từ 16 đến 18 là học sinh cấp trung học phổ thông, bởi các em này có thể phát triển hoàn chỉnh nên nguy cơ mắc bệnh không khác gì người trẻ trên 18 tuổi và nguy cơ chuyển biến nặng cũng gần như là tương đương. Bác sĩ Hiếu cũng chia sẻ thêm, bản thân tôi khi công tác ở Bình Dương cũng đã thống kê, đối với học sinh trung học phổ thông thì khả năng mắc bệnh không khác gì so với người 18-19 tuổi hoặc là những người trưởng thành trung niên cả. Còn riêng đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên, theo Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, nên thực hiện tiêm những trường hợp có yếu tố nguy cơ như là bị béo phì, bệnh nền. Còn các trường hợp khác nên dựa vào nguyện vọng, nhu cầu của gia đình, chứ không nên bắt buộc. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.